Tập 2. Dinh Thượng Mạnh, cơ quan tại Bắc Bình của Bác Lộ Quân. Chủ nhiệm Lưu, xin chào. Để tôi giới thiệu, đây là cán bộ Trần bên tôi. Xin chào. Nào Khắc Hổ, chào chủ nhiệm Lưu đi. Quan phụ mẫu của chúng ta. Chào anh. Vô phép. Được rồi, đi thôi. Về nghỉ ngơi. Để tôi cầm cho. Cảm ơn nha, cảm ơn. Đi đường vất vả chứ. Chủ nhiệm Lưu, quân thống đang do ai nắm quyền ở đây? Trạm phó Hồ Thần Quang. Cơ mà nghe nói có hai người bên Trùng Khánh qua, chưa biết thân phận như thế nào. Vậy à? Vậy mình tới chỗ quân thống đi. Đừng vội. Bên kia thì sao? Cái này, cái người Nhật tên là Mia, đã từng giao chiến với tôi ở Thượng Hải. Tôi hiểu rõ về hắn. Muốn báo với quân thống, thế có ổn không? Cần về cơ quan báo cáo không? Muốn bảo vệ Từ Đức Dung thì phải tranh thủ. Anh đừng lo lắng, quốc cộng hợp tác, tôi sẽ chú ý chừng mực, tận dụng cơ hội này. Anh mặc áo khoác không nóng sao? Thôi được, không nóng, tôi thích mặc như vậy. Sao vậy lão Đinh? Chân của anh Bắc Bình nóng hơn chỗ tôi. Vừa tới nên chưa quen thời tiết ở Bắc Bình. Chủ nhiệm Lưu, tôi thấy anh vẫn ổn mà. Chủ nhiệm Lưu, đó là đặc vụ chó của quân thống nhỉ? Nhìn là biết ngay. Áo vest dày da như tấm da đen. Quân thống mặc đẹp hơn chúng ta nhiều. Nói ai chứ? Được rồi. Mấy anh em bên quân thống có đúng không? Tôi và sở trưởng Trương giao thiệp với nhau đã mấy năm, cũng xem như có chút mặt mũi. Tôi thấy mình nên nể mặt sở trưởng Trương, tạm dừng đánh nhau. Ai bảo hắn chửi chúng tôi? Sở trưởng Trương, nói với tôi, quân thống có quy định, trong lúc quốc cộng hợp tác, nghiêm cấm chủ động gây hấn với đại biểu Trung Cộng cùng người thuộc Bác Lộ Quân và Tân Tứ Quân. Các người đừng có vi phạm kỷ luật. Rõ ràng hắn chửi chúng tôi trước. Vậy tôi nói là mấy người gây hấn có được không? Sở trưởng Trương sẽ tin tôi hay tin mấy người? Được rồi, tôi thấy cho qua đi. Chúng ta cũng vừa xuống tàu, miệng lưỡi khô khốc, không muốn tốn nước bọt. Nếu các vị có hứng thú thì hôm nào tới cơ quan tôi, chúng ta làm quen. Sao nào? Đi thôi, đi. Nhường đường rồi. Lão Đinh, quân thống ở Bắc Bình đâu có sở trưởng Trương. Trương là họ phổ biến, quân thống có cả dạng người, không thể không có ai họ Trương. Đúng, lừa hay ngựa cứ dắt ra là biết. Tới Bắc Bình đừng nói lung tung. Mình tới chỗ quân thống trước, gắn kết mối quan hệ cái đã, rồi mới tính công việc về sau. Vậy được. Cán sự Trần, dừng. Cậu đem hành lý của họ về trước, tôi cùng họ tới chỗ quân thống. Dạ được. Vậy chúng ta đi thôi. Vất vả cho anh, không có gì. Quân thống, cơ quan trạm Bắc Bình. Quân thống càng ngày càng chẳng có quy tắc. Đáng lý mình tới bàn công việc, họ không nên đóng cửa, thì căn bản cũng đâu xem chúng ta ra gì. Canh cổng dục nữa kìa. Sao, có gặp không? Đừng để họ chặn cổng mãi. Không gặp. Gặp rồi nói gì? Họ tới vì Từ Đức Dung. Nói sai một câu là bị nắm thóp ngay. Vậy thì để cho họ chờ đi.
Nhờ cậu thông báo, nói là đại biểu Bắc Lộ quân ở Bắc Bình muốn gặp người phụ trách. Họ không rảnh. Không rảnh à? Chúng tôi chờ lâu lắm rồi. Vậy các người chờ tiếp đi. Sao nói nhiều vậy? Tôi cũng tới vì chuyện công. Thực ra thì anh cũng có thể đi gặp. Anh là người phụ trách trạm Bắc Bình. Anh đi ứng phó, lỡ có sơ suất gì cũng dễ xoay. Sở trưởng Đỗ à, anh là đặc phái viên do Trùng Khánh cử tới. Anh đi vẫn tốt hơn. Anh cứ việc nói, có gì tôi gánh cho. Anh đừng hiểu nhầm. Coi như tôi chưa nói gì. Họ cố ý không gặp. Đây gọi là ra quay trước. Sở trưởng Đỗ nói, nếu không có chuyện lớn thì không cần gặp. Cậu nể mặt mà không chịu à? Giờ xem có lớn chuyện chưa. Chủ nhiệm Lưu trông thì nho nhã mà làm việc không khách sáo chút nào. Cổng lớn của trạm Bắc Bình quân thống mà cũng dám bắn phá. Đồng chí của chúng tôi từ nơi khác tới, chưa quen cách làm việc ở Bắc Bình. Hôm nay mạo muội ghé thăm là muốn bàn về tổ điều tra liên hợp vụ ám sát Từ Đức Dung. Ám sát gì? Đảng Cộng sản tính ám sát Từ Đức Dung mà, lại còn liên hợp. Quân thống tôi không dính vô. Đớ lạp chết, số mệnh quân thống cũng xem như hết. Tôi bùi ngùi một chút thôi. Hai vị đừng trách. Nếu đế lạp còn sống, chúng tôi cũng sẽ không bị cản ngoài cửa một cách không biết nặng nhẹ như vậy. Giờ là lúc nào? Đã hơn 44 tiếng từ lúc nhận điện báo về vụ ám sát Từ Đức Dung. Cho hỏi hai cán bộ cấp cao của quân thống đã làm được gì? Nếu tôi đoán không lầm, đó là tình báo về tôi. Có cần tôi nói lý lịch của bản thân đối chiếu lại một lần không? Không ngờ chủ nhiệm Đinh và Lâm Gia Sơn bên tôi lại thân thiết như vậy. Không sai. Đó là lúc ở Thượng Hải, quân thống vẫn còn trao hồn. Chủ nhiệm Đinh, đừng có sức láo. Đây là quân thống. Tôi biết chứ. Biết là tốt. Xin mọi người chú ý, tổ điều tra liên hợp vụ Từ Đức Dung bị ám sát, đó là tên gọi trong thư mời của tổng bộ quân thống. Bên tôi đề nghị mở cuộc họp để cho thành viên nhóm của hai bên gặp mặt, thảo luận về trọng tâm và phương pháp làm việc. Rất tốt, tôi đồng ý. Nhưng mà hôm nay không được. Sở trưởng Đỗ cứ thoái thác mãi. Thật đáng tiếc. Chủ nhiệm Đinh nóng vội như vậy, thật khó hiểu. Ngu thật, có gì khó hiểu? Đừng có nhìn tôi, mọi người bàn bạc tiếp đi chứ. Tóm lại, phải chờ nội bộ bên tôi thương thảo được kết quả rồi mới tính. Thôi chờ Từ Đức Dung bị ám sát rồi hắn điều tra. Chủ nhiệm Lưu, người này có thể thay mặt mấy anh lên tiếng à? Tôi nói cho mình nghe mà. Khắc Hổ, để Sở trưởng Đỗ nói hết đi. Nghe cái gì? Họ cũng muốn nói chuyện với chúng ta đâu. Đồ ngốc cũng nghe ra được. Khắc Hổ, đây là cảnh vệ bên tôi, Bành Khắc Hổ. Cậu ấy nói lung tung, nhưng mà cũng là lời trẻ con. Không biết Sở trưởng Đỗ giải thích sao. Tôi chẳng có gì giải thích. Được rồi, bàn chuyện chính đi. Điện báo có nhắc tới Miyazuichi. Những gì tôi hiểu về hắn có lẽ hữu ích với mọi người. Quân thống tôi không cần. Cho hỏi Lâm Gia Sơn của quý cục có đây không? Chắc là anh ta biết tôi là người có khả năng bắt Miyazuichi nhất. Trong thành phố này, Lâm Gia Sơn mới là ứng viên tốt nhất. Nếu Miyazuichi có thật, tôi có thể gặp Lâm Gia Sơn không? Không được. Thôi được rồi. Mọi người đi đường mệt nhọc. Tôi thấy mọi người nên nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta bàn tiếp. Có được không? Đồ khốn. Cậu nói cái gì? Đồ khốn. Cậu nói cái gì? Gì cơ? Cậu hỗn láo quá rồi. Tôi có nói gì đâu.
Mọi người nghe được gì rồi? Tiễn khách. Anh coi, uổng công một chuyến, chẳng thà gì ăn bữa cơm. Khắc Hổ, sau này khi chúng tôi bàn chuyện, đừng có nói lèo. Không phải khởi xướng phát biểu thoải mái à? Cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Ở căn cứ thì được, Bắc Bình thì chưa. Giờ Bắc Bình vẫn đang bị khủng bố trắng. Làm việc ở đây phải có đặc điểm riêng. Cậu mới nói gì? Không có gì. Lại gây sự à? Tôi chọc tức hắn thôi. Mình đâu thể ôm cục tức mà về. Sao vậy? Bác lộ nhà quê. Đúng là bác lộ nhà quê. Chả biết quy củ. Rốt cuộc hắn đã nói gì? Còn muốn tôi lặp lại à? Tôi chỉ tò mò thôi. Làm sao mà khiến cho anh tức tới như vậy? Dừng. Ông chủ, cho bác cháo bột. Biến ngay đi. Chủ nhiệm Lưu, người bán cháo bột ở Bắc Bình đều như vậy à? Ông chủ, cho bác cháo bột. Biến. Mặc kệ hắn. Đó là trạm giám sát của quân thống. Đặc vụ quân thống à? Công khai như vậy. Có gì đâu. Chúng tôi quen rồi. Mọi người dễ bắt nạt quá đi. Lão Đinh, cậu không giỏi ăn nói, đừng có nói bừa, có biết chưa? Lão Đinh à, lát nữa tôi vào. Đừng có gây sự. Tôi muốn để chủ nhiệm Lưu nguôi giận. Tôi cũng giận mà. Tôi không sợ anh đâu, nhóc con. Cảnh vệ đó của anh đúng là khác người. Chê cậu ấy lỗ mãn à? Điều từ quân đội ra có đúng không? Từng làm việc ở khu do đảng quốc dân kiểm soát chưa? Người trẻ tuổi đều từng như vậy cả. Năm xưa chúng ta cũng như vậy mà. Sao lại giật vẻ của tôi? Lao súng. Tôi bảo này, anh bác lộ, lao súng, phải gỡ đạn ra chứ. Tại sao? Anh không sợ cướp cò à? Không sợ, anh sợ à? Anh bác lộ này, lao súng, phải chĩa nòng xuống đất. Chốt an toàn, đã khóa chưa? Chưa. Tôi lao súng, không thích khóa chốt. Ý muốn để bắn cho nhanh, dễ cướp cò. Tôi không sợ cướp cò. Tôi thích liều mạng. Tôi tên Bạch Khắc Hổ. Cút. Đồng chí Bạch Khắc Hổ, mau vào trong. Chuyện có lớn gì đâu. Sao lại đụng chạm đặc vụ? Nói cho anh nghe. Tôi nói với chủ nhiệm đó. Tôi nói với ai cũng vậy. Chủ nhiệm sao vậy? Bành Khắc Hổ đuổi đặc vụ đi. Anh coi, có tên đặc vụ ở cổng thì cục chết được. Tôi bảo hắn tránh xa đi. Cậu đụng chạm đặc vụ à? Tôi không hề đụng chạm. Anh ấy lao súng trước mặt người ta, còn lắp đạn, mở chốt an toàn. Đặc vụ sợ cướp cò, sợ quá chạy mất. Làm bậy, cướp cò thật thì sao? Thì xem như hắn bạc mệnh. Tôi lấy ngón tay ghi chốt an toàn rồi. Hắn không nhìn thấy, dọa hắn thôi. Sau này không được làm bậy, nhất là với đặc vụ. Phải nắm giữ nguyên tắc. Vậy anh gọi cho sở trưởng Ngưu, sở trưởng Trương gì đó thì có nguyên tắc, còn tôi thì không à. Thôi thôi, cậu vừa tới, mấy chuyện này nói sao đi.
Cán sự Trần, dẫn cô ấy đi thu xếp hành lý, làm quen với mọi người. Dạ, được rồi, anh theo tôi. Nhóc này ở căn cứ đã như vậy. Ở đây không giống với căn cứ. Yên tâm đi, để tôi tìm cái roi chăn dê quật cho hắn một trận. Dí dòn thôi, tôi sẽ tăng cường quản lý. Trùng Khánh cử Đỗ Gia Hưng tới làm đặc sứ. Vậy trạm phó tạm thời ở Bắc Bình như anh còn ngồi vững được không? Hai ngày nay anh cứ như người mất hồn. Vì chuyện này à? Em không biết đâu. Trác Văn luôn là thân tín của ông chủ đới, còn Đỗ Gia Hưng luôn theo sát Trác Văn. Bây giờ ông chủ đới chết, Trác Văn nghiễm nhiên thành người nắm quyền cùng thống. Đỗ Gia Hưng cũng được thơm lây. Trời cao quảng đế xa, anh sợ cái gì? Em không biết đâu. Hắn hạ lệnh cái thôi là anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Lỡ đèn tới Lan Châu Quý Châu thì sao? Em phải làm sao? Cũng theo anh à? Em theo anh làm gì? Anh không muốn đi. Làm gì không thể xa em? Sư phụ đã dặn hết rồi. Các tòa soạn tối nay sẽ cho ra bài. Không kịp thì làm số đặc biệt, cử người tới tòa soạn canh. Tôi đoán là có người làm loạn. Dạ. Giờ cuộc diện Trùng Khánh rất loạn. Rất nhiều người đang nhăm nhe quân thống, muốn nuốt trọn. Lại Đoàn Cửu Tích. Hắn là người của phủ tổng thống, một trong số mấy thị vệ to bự của Quỷ Viên trưởng. Năm xưa Đế Lạp còn sống không xem hắn ra gì, hắn cũng ôm hận, một lòng muốn gom quân thống về dưới trướng. Hai bên đấu đá công khai và ngấm ngầm ghê lắm. Đoàn Cửu Tích là Cửu Tích tiên sinh, anh hay nói. Trác Văn không bằng được ông chủ đới, nhưng mà chưa chắc đã đấu lại Đoàn Cửu Tích. Anh đang lo, nếu anh đầu quân cho Trác Văn, chẳng thà đầu quân thẳng cho Đoàn Cửu Tích. Vậy anh có cách gì? Đoàn Cửu Tích và anh từng gặp nhau ở Bắc Bình, bọn anh cũng xem như là có chút duyên phận. Nói cho em hay, anh bảo em đừng động vào Từ Đức Dung là vì hắn. Tại sao? Lần này tới Bắc Bình, hắn cũng tới dinh Thự Từ, quan hệ rất khăng khít. Vậy còn em? Thù hận bao năm nay của em và Từ Đức Dung thì phải làm sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đã 10 năm rồi, yên tâm đi. Chỉ cần anh lên chiến xa, thôi đi. Lúc đó anh càng không cho em báo thù. Được rồi, hôm nay anh nói luôn, anh thề sẽ báo thù cho em. Nhưng mà phải cho anh thời gian. Lão Hồ, anh nói đó nha. Tất nhiên. Sư phụ, thôi thì đừng tới cơ quan bác lộ nữa. Tình hình bên ngoài không rõ, ở phủ an toàn hơn. Nhưng mà hai chiến sĩ bác lộ quân cứu tôi nên mới chết. Tới tên họ tôi còn không biết. Không đi tiễn, lòng tôi không yên tâm. Sau này bù cũng được. Họ cũng có gửi thiệp mời đâu. Họ không gửi là do cảm thông. Ta làm bộ không biết là đốn mạc. Vậy con đi thay sư phụ, đem thêm chút quà, bày tỏ tấm lòng. Họ không muốn cái này đâu. Họ có một lòng chân thành. Nếu họ mà muốn thứ gì đó thì chỉ là bốn chữ: cùng chung chí hướng. Lần này tôi đi là để trả lời họ. Cha, con cũng đi. Không được. Sao lại không? Bên ngoài không an toàn. Vì sao cha đi được? Đó là do căn sinh bảo vệ cha. Có thêm con cũng đâu có sao. Cha cũng dạy con mà, ơn như giọt nước phải trả lại dòng suối. Người ta đã cứu cha, con là con gái, không hỏi han làm sao mà được.
Được rồi, không hổ là con cha. Vậy thì đi chung. Dinh Thự Từ vừa gọi điện nói Từ Đức Dung muốn tới viếng. Hai người họ hy sinh vì bảo vệ Từ Đức Dung mà. Đúng, từ sáng ra ngoài vẫn bình thường, đến tối thì không đáng, không đáng chút nào. Anh xem, mình là cảnh vệ bắt lộ quân, lại hy sinh vì đại ca Tào Bang, chả đáng. Anh đừng nói bậy, Từ Đức Dung không phải đại ca Tào Bang bình thường. Nếu không tầm thường cỡ nào thì cũng không phải bác lộ quân. Hy sinh vì ông ta đúng là không đáng. Hai huynh đệ chung đại đội cảnh vệ với tôi, nhưng mà không chung tiểu đội. Họ giống tôi, cũng rất muốn tới Diên An, nhưng mà không còn cơ hội. Bình thường thích nhất là nghe tôi hát Ngâu Du Giữa Trời. Vì có biến cố đột xuất nên tôi không thể tới cùng họ. Nếu lần đó tôi cũng được chấp hành thì có lẽ họ đã không hy sinh. Có tiền không? Có. Tôi nghĩ đã. Ở đây một đồng biên khu đổi được 5 pháp tệ không? Cho tôi mượn 10 đồng. Tôi chợt nhớ ra, có một lần uống rượu là họ trả tiền. Lát nữa tôi đi điếu đốt cho họ. 10 đồng này chi bằng mua vàng mã đốt cho họ. Đốt vàng mã? Làm trò mê tín phong kiến à? Lát chủ nhiệm Lưu chửi tôi bây giờ. Hai người anh em, lát nữa tôi đốt pháp tệ cho hai người. Pháp tệ chắc không thể dùng ở âm phủ. Lúc đó hai người nhớ để ý, đừng để người ta coi là tiền giả rồi tịch thu. Tôi sẽ báo thù cho hai người. Chuyện này có lãnh đạo lo. Làm tốt chuyện của mình là được. Báo thù cho chiến hữu không được xem là chuyện của mình à? Mời. Không biết tại sao Bành Khắc Hổ nhìn thấy đại ca Tào Bang này, trong lòng rất khó chịu. Cậu không phải người ẩn nhẫn, cái gì thấy khó chịu thì phải nói ra. Khoan, ông có biết tên họ là gì không? Không biết họ tên là gì. Hai cây nhang của ông có tác dụng gì? Họ cũng đâu có biết. Khắc Hổ, do tôi sơ sót, cho tôi hỏi tên hai người. Ông nhớ kỹ, bên trái là Dương Chí Dũng, bên phải là Lý Trực. Căn sinh, đổi hai cây nhang khác. Khí thế đại ca Tào Bang đúng là có khác. Khắc Hổ, ra ngoài đi. Tôi không muốn anh em của tôi chết không đáng. Chú em, mạng tôi là do họ cứu. Lòng cảm kích của tôi hai cây nhang này không thể bày tỏ hết. Cậu đã thấy nghi ngờ là do tôi không đúng. Tôi trả lễ thay họ. Họ là anh em của tôi, cũng là chiến hữu của tôi. Tôi bảo này hai người anh em, tôi vẫn thấy hai người chết vì người này là không đáng. Không đáng chút nào. Từ tiên sinh, để tôi giới thiệu. Đồng chí Đinh Dân là chuyên gia bảo vệ an toàn, được căn cứ Hoa Bắc đặc biệt cử tới. Trước đây phụ trách công tác bảo vệ an toàn ở chính phủ biên khu Diên An. Thịnh tình của quý đảng, tôi xin khắc ghi
Làm phiền rồi. Từ tiên sinh quá khách sáo. Ông là bạn cũ của đảng tôi, là nhân sĩ dân chủ nổi danh. Được hợp tác với Từ tiên sinh cũng là vinh hạnh của tôi. Thật sự không ngờ Đế Lạc lại dám xuống tay với tôi. Hắn cũng có tật giật mình nên mới nghĩ ra cách hèn hạ để người Nhật ra tay. Cái vụ ám sát thù hằn này tôi gặp nhiều rồi, tôi không sợ. Chỉ là lần này hai người anh em bác lộ hy sinh vì tôi, thật sự không đành lòng. Từ tiên sinh, cậu đồng chí lúc nãy xin ông bỏ qua cho. Không đâu, không đâu. Là do tôi suy nghĩ không chu đáo. May có cậu ấy nhắc, mọi người đừng trách. Từ tiên sinh, vậy hôm nào tôi dẫn cậu ấy tới phủ thăm hỏi, tiện thể xem xét hoàn cảnh để nêu ý kiến cho việc bảo vệ an toàn. Thế nào? Chủ nhiệm Đinh là chuyên gia, xin chỉ bảo thêm cho. Phải mau chóng thuyết phục Lão Lâm để anh ta ra mặt. Lão Lâm còn chưa đồng ý nữa sao? Cho phục chức, điều kiện hấp dẫn như vậy mà anh ta không chịu ra mặt. Anh chưa hiểu Lão Lâm. Giờ anh ta nguội lạnh rồi, phải làm cho anh ta phấn chấn lên. Tôi thấy anh ta tự thẹn thì đúng hơn. Vậy thì dùng tình yêu của đại gia đình chúng ta gột sạch cho anh ta. Lão Đỗ, giọng điệu nói chuyện của Trùng Khánh tôi không biết. Nói thật ra đi, muốn tôi làm gì? E là chúng ta đều không làm được. Xem ra phải nhờ Lưu Nhã Phương. Lão Lâm, chuyện hôm qua tôi nói, anh đã suy nghĩ tới đâu rồi? Giờ Từ Đức Dung vẫn sống trong cảnh đạn búa dây. Tôi trả lời rồi mà. Lão Lâm, huấn luyện viên Lưu Nhã Phương, thầy còn nhớ em à? Đương nhiên. Học trò giỏi đánh 15 chữ mỗi phút. Lớp đào tạo sau này không ai phá được kỷ lục của em. Huấn luyện viên, nhiều năm không gặp. Sao mấy lần họp lớp mà thầy không tham dự? Đúng, nhiều năm không gặp, em chẳng thay đổi gì. Sao, tới Bắc Bình rồi à? Dạ, vì em làm ở tổng bộ cục, phần cơ mật cho sở trưởng Đỗ. Thầy không ra làm gì cả. Giờ tôi đã là phế nhân. Họ muốn tôi đi đối phó với một sát thủ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ mình nên về nhà hưởng phúc vài năm thôi. Lão Lâm, không phải tôi không lo cho anh được ăn cơm nhàn hạ, mà là lo không thể ăn được. Anh nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mười mấy năm của quân thống bị người ta chia sẻ à? Hợp lâu ắt phải chia, chia lâu ắt phải hợp. Với tài hoa của anh mà cứ ăn no chờ chết như vậy à? Uống rượu vào thì chết hay không cũng không khác nhau cho lắm. Hai người đừng làm phiền tôi. À phải, để khi nào huấn luyện viên mời cô ăn cơm? Huấn luyện viên, được rồi, hai người mau về đi. Sở trưởng Đỗ là người có lý tưởng, có chí hướng. Cô theo anh ấy làm cho tốt. Bộ dạng bất cần đời như vậy đúng là không chịu nổi. Báo cáo Sở trưởng Đỗ, chuyện Satoru Kobayashi anh bảo chúng tôi điều tra đã có kết quả. Nói đi. Satoru là tù binh chiến tranh đội quân 1055 của Nhật đóng ở Bắc Bình, bị nhốt ở nhà tù số 3. Lão Lâm, ngày mai chúng ta đi một chuyến. Cha à, anh bác lộ kia không làm cho giận chứ? Không, anh ta buồn bực trong lòng. Hai người chết là chiến hữu của anh ta. Sao con biết? Con nghe anh ta nói như vậy. Người như họ tánh tình chất phác, cơ mà bành khắc hổ. Anh ta làm sao? Khó nói lắm. Ánh mắt của cậu ấy. Thôi, không nói nữa.
Căng sinh, báo chí tiết lộ tin ám sát đang được in ở tòa soạn. Còn cử thêm người canh ở tòa soạn để ý kẻo của người phá. Dạ. Mấy người muốn làm gì? Làm gì vậy? Báo đây, báo đây. Báo đây, báo đây. Anh ơi, mua báo đi. Cho tôi một tờ. Báo đây, báo đây. Lão Hồ, anh ngủ được thật à? Anh bảo kiểm soát được tòa soạn. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Từ Đức Dung cử đi bao nhiêu người chạy tới tòa soạn, tôi có bao nhiêu người chứ? Tôi chen lại làm sao mà được? Vậy thì cứ để ông ta làm càn à? Còn có dương pháp không? Tôi báo cáo từ lâu, bảo mấy anh mở rộng biên chế, mấy anh lại không chịu. Gặp chuyện này tự nhận xui thôi. Thôi, đừng có càm ràm. Nghĩ xem, bước tiếp theo phải làm sao? Làm sao à? Chờ sau này trở mình thôi. Giờ xã hội đều nhìn vào quân thống, đang chờ mình tỏ thái độ. Thua keo này, bước tiếp theo trở mình làm sao? Báo chí tin được à? Mình cũng có thể bác bỏ tin đồn. Yên tâm đi, tôi báo các tòa soạn rồi. Ngày mai đăng bài bác bỏ ngay đúng vị trí bố cục đó. Từ Đức Dung bảo vệ được chúng một lúc, chứ không bảo vệ được cả đời. Anh đừng làm lớn chuyện. Yên tâm đi, Bắc Bình nằm trong tay tôi. Ở Bắc Bình, tôi không bắt nạt người ta thôi, thì người ta làm gì bắt nạt được tôi chứ? Tất nhiên tôi không để cho người ta bắt nạt. Thôi, công thúc công, dắt tay nhau tới, có lòng nhớ nhung, cảm kích khôn nguôi. Từ gia, bài báo nói có phải thật không? Tất nhiên tôi mong là giả. Vậy là cấu kết giặc Nhật rồi. Đế Lạp điên rồi sao? Hắn luôn là con chó điên. Từ gia, các tầng lớp xã hội đều đang quan tâm, nhằm vào đề án của chúng ta đó. Đề án à? Dân, họ muốn ngăn chúng ta nêu đề án trong đại hội quốc dân. Giết một cảnh trăm, chèn ép ý dân là tác phong trước giờ của họ. Sử công, cố công và các vị đồng đạo ủy thác cho chúng tôi tới hỏi Từ gia tính làm sao. Thôi công, Từ gia không phải người ngoài, cứ nói thẳng ra đi. Tôi hiểu ý của ông. Tôi nói rõ nha, Từ Mỗ không phải bị dọa sợ. Tôi biết gồng gánh đạo nghĩa phải trả giá, nhưng mà Từ Mỗ gánh được. Từ gia quả nhiên hào kiệt, lão đây quá hổ thẹn. Không dám, không dám. Bàn luận chuyện nước với người hiền như mấy vị, Từ Mỗ học hỏi được rất nhiều. Mọi người không cần lo, tôi có sức tự vệ. Khắc Hổ, anh hay thiệt. Sao vậy? Giờ cậu đặt dụng ngoài kia, thấy tôi là né. Lần sau tôi lấy khẩu 38 ra lao, chắc chắn còn trốn xa hơn. Gặp người liều như anh, họ chỉ có nước nhượng bộ. Nói cho anh hay, đối phó với đặc vụ, mình phải ác hơn chúng. Hai phe giáp mặt, ai gan thì thắng. Chủ nhiệm Lưu quá nhát rồi. Chủ nhiệm Lưu nghe thấy rồi.
Từ Đức Dung bắt đầu phản đòn. Ông ấy đang gây áp lực cho Tưởng Giới Thạch bằng chứng đanh thép. Chúng ta hy sinh hai cảnh vệ mà. Nhân lực tăng cường cho anh đang tới. Tôi muốn đưa Bành Khắc Hổ tới nhà họ từ trước. Bành Khắc Hổ à? Phải. Tôi muốn cho cậu ấy làm cảnh vệ, bảo vệ sát bên Từ Đức Dung. Không được, không được. Cậu ấy không được. Sao cậu ấy có thể đảm đương nổi? Anh không hiểu cậu ấy. Thực ra Bành Khắc Hổ rất có năng lực. Tôi không phủ nhận. Ở căn cứ có thể cậu ấy là cảnh vệ tốt, tay súng thần. Nhưng mà đây là Bắc Bình, từng lời nói hành động phải có tính kỷ luật cao. Điểm yếu và điểm mạnh của cậu ấy đều rất rõ ràng. Nhưng mà ở đây không có cơ hội để cậu ấy sửa đổi. Đôi khi điểm yếu sẽ chết người đó. Chủ nhiệm Lưu yên tâm đi, tôi sẽ quản thúc thật nghiêm. Anh thấy cậu ấy có thể quản thúc à? Cho dù nói sao thì cũng là lời tôi nói ra. Lời của anh nói chưa chắc cậu ấy đã nghe. Anh coi cậu ấy suốt ngày hi hi ha ha. Tôi bảo này lão Đinh, anh cũng từng làm công tác ngầm. Chắc là anh biết vị trí của tôi, trách nhiệm lớn lao. Đi trên băng mỏng, không thể sơ suất. Tôi không đồng ý để Bành Khắc Hổ làm cảnh vệ cho lão Từ. Vậy phải làm sao? Muốn bảo vệ Từ Đức Dung thì cách tốt nhất là bảo vệ thân cận. Không thì lỗ hổng cảnh vệ ở dinh thự Từ sẽ thành quả chí mạng. Dạ, nói với Từ Đức Dung đi. Ông ấy có nhiều người mà. Nhưng mà cái tôi cần là tùy cơ ứng biến và dũng cảm quên mình. Đệ tử Tào Bang có thể trung nghĩa nhưng chưa chắc có năng lực. Làm sao đây? Vậy để cậu ấy đi trước, chờ tiểu đội cảnh vệ tới thì đổi cho cậu ấy về. Được rồi. Lão Đỗ, vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Năm 37, từ biệt ở Nam Kinh, thoáng cái đã 10 năm. Tôi nhớ lão Lâm và anh được điều tới Vũ Hán. Một lời khó nói hết. Sau khi Vũ Hán bị chiếm đóng, ông chủ đới vì vợ tôi là người dân Bắc Bình nên điều tôi tới Bắc Bình làm công tác ngầm. Chuyện đó nói sao đi? Lão Đỗ là tới hỏi tội. Lão Lâm vẫn thẳng thừng như xưa. Nói chuyện chính, vừa nghe điện thoại của anh là tôi tập hợp hết tù binh chiến tranh ra. Mời. Danh sách tù binh ở đây. Cựu trưởng ban Satoru Kobayashi thì sao? Bị nhốt ở phòng biệt giam. Được rồi, đi xem nào. Không nghe quản giáo, cố tình gây sự, dạy dỗ chút là xong. Cậu tên Satoru Kobayashi à? Dân, là tôi. Đội quân tiểu đội 17, quân Yamada, quân hàm, quân y, thượng quý. Bị bắt ở đâu? Quyển Bình. Hai cái anh này tra cũng tra rồi, không còn chuyện gì đâu. Hiếm khi tới một chuyến. Đi qua chỗ tôi uống trà. Có biết đây là gì không? Được rồi, hai người đừng điều tra nữa.
Tôi đã bảo rồi, hiếm khi hai người tới một chuyến. Đi đi đi, qua chỗ tôi uống trà. Tôi bảo này Lão Lâm, đi thôi, ở đây có Lão Đỗ rồi, đi.